Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tiếp phần đại từ quan hệ. Tại vì hôm trước video lần trước nó hơi gặp trục trặc về kỹ thuật nên nó ngắt quãng giữa chừng, mong em thông cảm nhé. Hôm nay cô sẽ làm hướng dẫn tiếp cái phần đó. Thì giống như ở video lần trước cô đã hướng dẫn các em là cách nối lại câu sử dụng đại từ quan hệ là mình phải xác định được từ lặp lại và từ thay thế, đúng nào? Và cô đã chỉ cho các em cái bí kíp này rồi, phải không? Danh từ được lặp lại này nằm trong câu thứ nhất và đại từ thay thế nằm trong câu thứ hai, vân vân. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em khi nào mà mình phẩy vào, mình cho dấu phẩy vào trong cái câu chứa mệnh đề quan hệ. Thì nếu khi em muốn phẩy vào á, thì em nhìn cái câu hoàn thiện của mình là em lấy đại từ quan hệ làm chuẩn. Ví dụ câu này là whom, câu này là who, câu này là which, đây, câu này là whose. Đó. Thì mình cứ lấy đại từ quan hệ làm chuẩn, mà trước cái đại từ quan hệ của mình là danh từ chứa những từ ví dụ như là did, that, đi đâu, sở hữu hoặc là tên riêng thì mình phải vào, còn nếu không có thì thôi. Như như câu này là đại từ quan hệ của mình là who, và danh từ, cái danh từ lặp lại của mình này chứa chữ the, thì chữ the đó nó không nằm trong nhóm này thì mình không có phải nha các em. Còn như câu này là trước danh từ trước đại từ quan hệ của mình chứa chữ did này, là chữ did đây, thì mình phải vào. Mình phải thì mình phải trước đại từ quan hệ. Đó, phải vào cho cô. Rồi đến câu này, đại từ quan hệ đây và danh từ lặp lại nó chứa chữ the, nó không phải, nó không phải nằm trong cái nhóm này thì mình không phải. Rồi đến câu này, câu này thì từ danh từ của mình là the book, the thì nó không nằm trong nhóm này thì mình không phải nha các em. Vậy các em nhớ khi mà danh từ lặp lại của mình đứng trước đại từ quan hệ mà nó chứa những từ did, that, neither, sở hữu hoặc là tên riêng thì mình phải vào, còn không thì mình không có phải nha các em. Mình không có phải. Rồi. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em một cách sử dụng khác. Đó là đại từ quan hệ khác, đó là đại từ quan hệ that. Thì ở đây cô để mũi tên nè, that có thể thay cho who, whom, which. Mình có thể thay đi được, có thể thay ngược lại được, thay cho nhau được, nhưng với điều kiện là không có dấu phẩy. Các em nhớ nhé, that là kỵ dấu phẩy. Mình nhớ đơn giản vậy, that kỵ dấu phẩy. Vậy thì đối với cái câu này nè, ở chỗ này là không có dấu phẩy này. Who nè, cô không thích xài bằng who, cô có thể thay bằng that ở đây. Cũng được. Rồi câu này là whom, nhưng cô không thể thay bằng that được, lý do là nó có dấu phẩy. Nên câu này chỉ có whom thôi nha. Còn câu này là who thì không được. That nó chỉ thay cho who, whom, which thôi. Nên câu này cũng không thay được. Còn câu này là which nè, thay bằng that được nè, không có dấu phẩy. Vậy chỗ này cô không thích xài which thì cô có thể thay bằng that. Đó. Vậy thì quay ngược trở lại của mình trong cái tờ bí kíp này. Đó. Nếu như á, mà đây biết đâm nè, đó, em không biết người hay vật thì em cứ thay bằng đát nha các em, là an toàn nhất. Nếu như mình không cảm thấy không chắc chắn lắm thì mình thay bằng đát trong cái trường hợp này. Đó. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em phần cô sẽ làm mẫu một vài phần viết lại câu của bạn này, nhưng mà phần này nó hơi đặc biệt ha. Bây giờ em nhìn xem, bây giờ cái như này, bây giờ mình nối lại hai cái câu này thì mình phải xác định được từ lặp lại và từ thay thế nha. Thì ví dụ câu này em thấy chữ the first, the nè, cái này có khả năng. Rồi ở câu này chữ này cũng có khả năng. Khi mà cái câu thứ nhất của mình có hai khả năng là từ lặp lại thì mình nhìn từ thay thế bên này mình thấy chữ it. Em thấy chữ it chưa? It. Vậy thì it là vật, vật thì phải tương ứng với vật nha. Người thì tương ứng với người, số nhiều, bên này số nhiều thì bên này số nhiều, bên này số ít, bên này số ít. Cho nên cuối cùng mình xác định từ lặp lại của mình là the money nha. Từ thay thế của mình là it. Và khi đó mình xác định được rồi thì mình viết. Thì từ lặp lại của mình nằm ở cuối câu thì mình phải viết cho đến cuối câu the first never found the money. Đó. Sau đó it mình thay bằng which ha. Which was stolen? À,
Còn gì thì mình đưa là đằng sau. Nhưng mà tại hết rồi thì thôi. Không. Đến câu 2 cũng vậy. Từ lặp lại của mình là chữ ai là không phải rồi nè. Vậy từ thay thế của mình là the person. The person. Rồi từ thay thế bên này thì mình thấy có hai khả năng nha em. Chữ he nè. Chữ he và chữ it. Vậy thì khi nó có hai khả năng thì mình nhìn bên này. Person là người. Người thì phải tương ứng với he. Người thì phải tương ứng với he. Vậy thì từ lặp lại của mình, cái câu này cũng nằm ở cuối câu thì mình phải viết đến cuối câu. Đó. Sau đó he, he thì em thay bằng who. Who nằm trong câu này. Đó. Ta viết tiếp câu này ra. Who knows all about it. Đó. Rồi bây giờ đến câu số 3. Câu này từ lặp lại của mình the cộng danh từ này có khả năng này, chữ này có khả năng này. Và từ thay thế bên này của mình là chữ it. Vậy thì it thì phải tương ứng với vật. Mà the children là những đứa con nít thì là người. Cho nên là từ lặp lại của mình sẽ là the circle. Và từ thay thế của mình là it. Nha. Vậy câu này từ lặp lại của mình cũng nằm ở cuối câu. Thì mình cũng phải viết từ đầu câu đến cuối câu. Đó. Sau đó it thì mình sẽ thay bằng which. Which thay cho it, ta bỏ it đi, bỏ đi. Nhưng ở đây cô muốn nhấn mạnh các em một điều này. Cái chữ it này nè, cái chữ it này á thì nó có nghĩa nó bằng với là it is, mà chữ which của mình là mới thay cho có chữ it thôi. Cho nên ở đây còn chữ y nhớ em, ở đây còn chữ y, cho nên là mình phải là which is next Sunday. Ai mà làm thiếu chữ y, thiếu động từ là sai. Rồi đến câu số 4 của mình, từ lặp lại của mình nè, có hai khả năng nhé các em. The cộng danh từ nè, the cộng danh từ nè. Và English là nó nằm trong cái dạng tên riêng. Tên riêng. Thì bây giờ mình nhìn từ thay thế bên này thì mình thấy là chữ dumb. Đây. Dumb là số nhiều. Số nhiều thì phải tương ứng với số nhiều, còn English là số ít. Cho nên là cuối cùng từ lặp lại của mình sẽ là the student, và từ thay thế của mình sẽ là dumb. Và sau đó mình viết ha. The student. Từ lặp lại của mình nằm ở đầu câu thì mình dừng lại, mình thay đại từ quan hệ. Thì cái chữ dumb này nếu như ai không biết chữ student là người hay vật thì mình cứ thay bằng which. Xin lỗi, mình cứ thay bằng đáp ha, mình cứ thay bằng đáp. Đáp thay cho đâm, đâm nằm trong câu này. Ta viết câu này ra, viết từ đầu câu thứ hai. You were speaking. Thì sau đó ta còn gì ta đưa đằng sau, thì câu này nó còn chữ didn't know English. Ta đưa đằng sau. Thì sau khi ta làm xong, ta kiểm tra coi ta có phải phẩy vô không. Thì câu này đại từ quan hệ của mình là chữ which. Which nè. Mà này danh từ lặp lại của mình là chữ the. Thì mình không có phẩy nhé các em. Mình không có phẩy. Đó. Rồi câu số 2 này nè. Đại từ quan hệ của mình đây. Chứa chữ the thì mình cũng không phẩy luôn. Rồi câu này đại từ quan hệ của mình đây. Chứa chữ đờ mình cũng không phải luôn. Câu này đại từ quan hệ đây, chứa chữ đờ. Vậy thì bốn câu này không có phải. Nhưng mà cái câu này là the student này là nghĩa là học sinh, là người, thì mình có thể thay bằng whom. Nếu như ai biết người hay vật thì thay bằng whom nha các em. Thì ở đây cái bài tập này cũng muốn nhấn mạnh các em, khi mà em sử dụng cái bí kíp này, nếu như người ta cho nước đôi này, người ta cho hai tình huống như vậy, thì mình cứ xác định cái bên còn lại. Em làm sao mà em phải cảm thấy nó cân là được. Bên này là người, bên này là người, bên này là vật, thì bên này là vật. Và số nhiều tương với số nhiều, số ít thì tương với số ít. Và một điều nữa cô muốn nói với các em là các em nhìn xem
những câu ví dụ của cô. Em nhìn sang đây nào. Em làm sao thì làm mà đại từ quan hệ phải đứng kế từ lặp lại thì mới đúng nha các em. Phải đứng kế, đứng kế này. Đó, nó phải đứng kế từ lặp lại thì nó mới đúng. Còn nếu như em làm mà cái đại từ quan hệ mà đứng xa từ lặp lại là lúc đó là mình làm sai. Đó, tao phải lưu ý cái này để lát nữa tao còn làm trắc nghiệm nhá. Thì cô hướng dẫn đến đây, bây giờ cô sẽ hướng dẫn tiếp cho các em phần làm thử. Nãy giờ thì mình làm viết lại câu này nào, thì nó là hữu ích cho những ai mới học, học lớp 10, lớp 11. Bây giờ mình làm trắc nghiệm này, đối với lớp 12 này thì trắc nghiệm này. Đấy, thì bây giờ mình nhìn đây, ở đây cô có 3 câu. Đây cô có 3 câu. Thì mình cũng làm bình thường thôi các em. Thật ra cái này nó chỉ là viết lại câu thôi. Thì ví dụ mình quan sát từ lặp lại của mình. Từ lặp lại của mình là the cộng danh từ nè. The cộng danh từ. Từ thay thế của mình là it nè. It thì phải thay bằng which. Which. Đó. Mà câu em nhìn đáp án, ba cái này là which, cái này là đáp. Cái này nhìn vô là viết sai rồi. Lý do là đáp nó kỵ dấu phẩy. Thấy chưa? Đáp nó kỵ dấu phẩy nên câu này sai. Rồi, đến câu này. Câu này á, thì em nhìn em thấy là đờ này. Đờ thì nó không có phẩy, chứ mà cái câu này có phẩy cho nên câu này cũng sai. Bây giờ chỉ còn hai câu này thôi. Hai câu này thì mình dò, mình thấy nó chỉ khác nhau chữ ít này nè. Mà mình khi mình thay which bằng ít rồi thì mình phải bỏ ít đi. Giống như mình viết lại câu nè. Khi mình thay rồi thì mình phải bỏ cái ít này đi. Đó. Cho nên câu này là nó sai bởi vì nó còn chữ ít. Cuối cùng đáp án của mình là câu B. Câu số 2. Câu số 2 thì mình cũng xác định như vậy. Từ lặp lại của mình nè. My nè. Đây, cộng với danh từ. Cái này có khả năng. Rồi the nè. Cộng danh từ, vậy cái này có khả năng. Thì mình nhìn bên này này mình thấy chứ. Từ thay thế của mình là chữ C. C là phải tương ứng với người. Nên từ lặp lại của mình phải là my grandmother. Đó, và từ thay thế của mình là C. Mà my đó, thì mình phải vô. Phải vô. Câu này có phải nè. Câu này có phải là câu này có khả năng nè. Câu này có khả năng nha. Và giống như lúc nãy cô nói á, đại từ quan hệ phải đứng kế từ lặp lại. Câu này, cái chữ my grandmother này là từ lặp lại, mà nó đứng tít ở đằng này nè. Nó sai nè. Sai nha. Rồi câu này có khả năng, nhưng vì lý do là nó không có phẩy cho nên nó sai. Nó sai bởi vì nó không có phẩy. Và câu này á, sai vì lý do là C thì phải thay bằng who. C phải thay bằng who. Và cái lý do nó sai thứ hai nữa là đại từ quan hệ đứng xa từ lặp lại là sai. Và cuối cùng là mình chọn câu C. Đó. Đến câu tiếp theo là câu số 3. Câu này thì mình nhìn vô là mình thấy là đây, nó chỉ trắc nghiệm who, whose, whom vậy đó. Thì em thấy là đại từ quan hệ nó đứng sau từ Mary thì chắc ăn Mary là từ lặp lại. Và từ thay thế đây là her. Mà her này á, thì em phải coi là her nào. Her túc từ hay là her sở hữu. Thì mình coi có danh từ đằng sau không. Thì em thấy chữ sister là danh từ nè. Đó, sister là một danh từ, chị gái. Thì nếu mà là her sở hữu thì phải thay bằng whose. Whose thì mình có câu A và câu B. Hai câu này sai rồi. Câu A và câu B thì á, hôm trước cô dạy các em là khi mà mình thay bằng whose đây thì mình phải lôi cái danh từ nó đi luôn. Her son là lôi thành whose, whose son. Thì cái câu này nó không có lôi cái danh từ sister đi. Câu B này không lôi danh từ sister đi cho nên là câu này sai. Sai bởi vì nó không lôi cái danh từ này đi. Và cuối cùng câu đúng là câu A. Nha các em. Thì trắc nghiệm thì mình phải nhớ được hết những cái quy tắc của nó. Nha các em. Đấy. Thì từ nãy giờ cô đang hướng dẫn cho các em về phần chủ yếu là nối câu sử dụng đại từ quan hệ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách làm trắc nghiệm nha các em. Cách làm trắc nghiệm. Đây.
Em xem cách làm trắc nghiệm thì cô đã ghi ra đây, cách làm trắc nghiệm đại từ quan hệ. Thì ở đây nó có ba dạng này. Dạng cơ bản là cái dạng dễ nhất. Dễ nhất nhưng mà nó là cơ bản. Cơ bản nghĩa là mình phải lấy nó làm chuẩn. Đó, dạng thứ hai, dạng thứ ba. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn từng câu, hướng dẫn cách làm nha các em. Hướng dẫn cách làm. Này. Thì cô sẽ nói sơ sơ về cái bí kíp này. Cái bí kíp làm cái trắc nghiệm này. Thì bây giờ dạng cơ bản trước này. Đó. Thì cô giả sử đây là một khoảng trống. Khoảng trống để mình thay này. Thì em coi lần trước khoảng trống là người hay là vật ha. Nếu mà là vật á, trước khoảng trống mà là vật thì làm thay bằng wish luôn, em không phải ngần ngại gì hết. Nhưng nếu mà nó là người thì em nhìn phải nhìn đằng sau. Nhìn đằng sau. Nếu mà là động từ thì em thay bằng who. Nếu mà là chủ từ động từ thì thay bằng whom, và nếu mà là danh từ thì thay bằng whose. Mà chủ từ á, thường thường là I, ha, you, he, she, rồi it, hoặc là we, they, vân vân. Chủ từ thường là những đại từ này nha. Còn động từ là gì? Động từ là những cái mình chia thì. Và danh từ thì thường là những cái gì mình nhìn thấy được. Thì vào câu cụ thể cô sẽ hướng dẫn nha. Ngoài ra em phải nhớ cho cô một cái nữa nha. Phải nhớ cho cô là chỗ của who em có thể thay bằng that, giống như hôm nãy cô chỉ đó. Đây. Đó. Rồi chỗ của whom thì em có thể thay bằng that. Chỗ của whose thì không được nha. Chỗ của which em cũng có thể thay bằng that, nhưng với điều kiện là không dấu phẩy. That kỵ dấu phẩy nha các em. Không dấu phẩy. Đó. Bây giờ các em nhớ cái dạng cơ bản này cho cô thôi đã. Giờ mình áp dụng vô, mình làm thử ha. Áp dụng vô làm thử. Đây. Ví dụ như câu số 1. Câu này trước đại từ quan hệ nè. Mình nhìn trước đại từ quan hệ là người hay là vật. Ví dụ như the girl này. Đó, the girl đó là người. Là người thì bây giờ mình phải nhìn đằng sau. Đằng sau của nó là has. Thấy chưa? Has là động từ. Thì đó các em. Đấy là thì hiện tại hoàn thành nè. Vậy khi là động từ thì em chọn who. Đó, chọn who. Mà ở đây người ta cho B và C, vậy thì mình phải xét thêm trường hợp C nữa. Vậy thì C cho đáp cho được không? Được. Với điều kiện không có dấu phẩy. Được. Vậy câu này mình chọn câu D. Nhìn đến câu số 2. Câu này nè. Cũng vậy. Trước khoảng trống, the man là người. Người. Thì em nhìn đằng sau em thấy chữ I nè. Chủ từ nè. Thì đầu tiên là mình phải chọn chữ whom. Sau đó người ta kêu A và B. Thì mình nhìn cái A được không? Đáp được không? Whom đáp được. Không có dấu phẩy. Vậy thì mình cũng chọn câu D luôn. Rồi đến câu 3. The boy. Đứa bé. Là bé trai là người. Và đằng sau này bicycle. Là người thì mình nhìn đằng sau. Bây giờ cô giả sử cái này em không biết từ loại là gì. Thì bây giờ em làm phương pháp loại trừ giống cô này nha. Bây giờ I, you, we, they á, trường hợp này là em chắc ăn là không phải rồi. Thì mình loại cái chữ whom. Loại trường hợp này. Sau đó bây giờ còn động từ với danh từ thì cái chữ này nè. Còn trường hợp này với trường hợp này mình không biết nó là động từ hay là danh từ. Thì bây giờ mình nhìn cái chữ đằng sau. Chữ đằng sau này was là một động từ. Khi cái chữ đằng sau này là động từ rồi thì cái chữ đằng trước này không bao giờ là động từ nữa và nó sẽ là danh từ. Bởi vì trong tiếng Anh không bao giờ có hai động từ chia thì đứng liền nhau. Ha, cô nói lại nha các em. Cô nói lại. Câu này á, người sau người có 3 trường hợp. Mà cái trường hợp thứ hai này nè thì em dễ nhìn nhất, đó là chủ từ là những đại từ I, you, we, they. Chỉ còn cái trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ ba là mình sẽ nhầm lẫn với nhau. Thì khi mình nhầm lẫn à, mình không biết cái này là nó là động từ hay danh từ, mình nhìn cái từ đằng sau. Nếu từ đằng sau mà là động từ thì cái từ đằng trước sẽ là danh từ. Còn nếu cái từ đằng sau nó mà không phải là động từ thì nó là động từ. Vì cái câu này có chữ were là động từ rồi, suy ra cái chữ này phải là danh từ. Đó, phải là danh từ. Mà khi nó là danh từ á thì mình
Danh từ thì mình chọn whose là câu C. Và nếu mà ai biết nghĩa thì em thấy chữ bicycle là xe đạp. Xe đạp mình nhìn thấy được. Mà nhìn thấy được thì là danh từ nha các em. Đó. Đến câu số 4. Ha. Câu này có phẩy nè, loại đáp liền. Rồi, her son là con trai là người. Thì em nhìn đằng sau, đó. Dạng 2 này là không phải nè. Không phải, bây giờ mình chỉ cân nhắc là động từ hay danh từ thôi. Thì bây giờ em nhìn đằng sau. In là một giới từ. In là một giới từ, vậy nó không phải là động từ thì suy ra thằng này phải là động từ. Nếu thằng này là không phải là động từ thì nó là động từ, mà nếu mà thằng đằng sau nó mà là động từ thì nó sẽ là danh từ. Mà khi là động từ thì mình chọn chữ who. Who đây. Câu này là xét trường hợp C thì C sai rồi ha. Câu số 5. Câu này the man là người này. House. Đó. Bây giờ giả sử của giả sử em bí em không biết từ này nghĩa là gì, từ loại là gì thì em nhìn đằng sau nữa này. Y là động từ. Y là động từ thì suy ra house sẽ là danh từ. Còn cái câu này em thấy chưa có động từ thì nó là động từ, mà câu này có động từ rồi thì nó là danh từ. Mà danh từ thì ta chọn house. Vậy thôi. Nha. Câu số 6 nè. Câu này teacher nè. Đuôi er là danh từ chỉ người. Đó, đằng sau là we nè. Thì đơn giản là mình chọn home. Home đây. A và B. B được không? Home không thay bằng with được. Cho nên mình chỉ chọn câu A thôi. Nên câu số 7. Câu số 7 là em thấy có dấu phẩy nè. Có dấu phẩy thì phải loại đáp liền. Ai nè. Ai là chủ. Ai đây là chủ từ thì mình chọn home. Ha, home. Vậy là xong. Đó, vậy thì nãy giờ cô đang hướng dẫn cho các em dạng cơ bản. Tại vì ở đây cô xoay quanh cái dạng chỉ người. Bởi vì nó rất phức tạp. Còn nếu mà nó là vật thì mình chọn with luôn rồi. Ha. Đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em một phần tiếp theo. Nha, phần tiếp theo. Đây, là cái phần xong dạng cơ bản thì cô sẽ hướng dẫn phần tiếp theo đó là cái chỗ mà của whom em có thể thay bằng who. Chỗ nhớ nhé, chỗ của whom thì thay bằng who được, nhưng mà chỗ của who em không có thay ngược lại được. Ta phải nhớ cái này. Và em nhớ làm lòng trong đầu cho cô là sau about, là off with, rồi in, rồi to, on vân vân thì sau giới từ đại từ quan hệ chỉ có hai khả năng, đó là whom hoặc là which. Nếu mà là người á, thì là whom, vật thì là which. Thật ra nó còn có chữ whose nhưng mà cái dạng đó nó ít ra lắm. Và dạng đó là dạng khó. Cho nên em cứ nhớ sau giới từ chỉ có whom hoặc which thôi. Đó. Thì bây giờ người ta sẽ lồng vào với hai cái dạng đặc biệt này, lồng vô cái dạng cơ bản nha các em. Đó. Cô sẽ làm bài tập cho các em xem. Đây, mình làm từng câu một. Ví dụ câu số 1, em phải nhớ nhé, em làm dạng cơ bản, xong rồi em mới xét đến những dạng phức tạp, nhá, dạng cơ bản. Ví dụ như ở đây em nhìn thấy trước khoảng trống nè, the book là vật, vật thì mình chọn which, nhưng mà không có which thì mình chọn that, nha. Nên mình chọn câu C, bởi vì which với that bằng nhau, có thể thay cho nhau được. Đến câu này about nè, dễ ơi là dễ, about là một giới từ. Thì mình chỉ chọn whom hoặc which. Whom hoặc which mà không có which luôn. Vậy thì chọn whom. Em nhớ nha, sau giới từ chỉ có whom hoặc which, không bao giờ có that. Em cứ nhớ that nó kỵ hai thứ. That là kỵ dấu phẩy nè. That là kỵ dấu phẩy, kỵ giới từ. Không bao giờ có that nha các em. Đó. Câu số 3 nè. Girl nè. Trước khoảng trống là người, đằng sau khoảng trống. Thì cái chữ chớt này á, nó là một từ khóa, nó là từ khóa của thì. Vậy thì khi em thấy á, sau khoảng trống là từ khóa thì em cứ coi như không có nó để em dễ xác định bình thường. Thì cái chữ khêm này nó là V2 thì nó là động từ chia thì quá khứ đơn. Và khi là động từ, động từ thì mình chọn who. Who đây. Và khi người ta xét A và C thì mình xét C, chỗ của who. Em thay bằng whom được không? Em không có thay ngược lại được. Cho nên câu này không được. Và mình chọn câu A. Đến câu số 4.
Câu này có phẩy nè em, có phẩy loại đáp nha, loại đáp. Rồi sau nó là chủ từ. Chủ từ thì mình chọn hung, hung đây. Hung, A và C, C loại rồi thì mình chọn A. Zenith, người ta viết hoa lên tên riêng, chỉ người nha em. Câu số 5. Đó. Thì câu này là có phẩy thì loại đáp. Mexico City là thành phố, là chỉ vật thì mình chọn which. Câu 6 ha. Câu 6 thì mình Henry nè, tên riêng chỉ người, có phẩy thì loại đáp. Sister nè. Đó. Thì em thấy cái trường hợp này á, thì cái chữ chủ từ thì không phải. Thì bây giờ mình cân nhắc cái chữ sister này có nó là động từ hay nó là danh từ. Thì em nhìn giống như nãy cô chị đấy, em nhìn từ đằng sau. Thì em thấy chữ quốc này là động từ rồi. Thì khi cái này là động từ thì suy ra cái này là danh từ. Thì danh từ thì em chọn whose. Ha? Whose. Câu 7. Câu này thì the man, người đàn ông, chỉ người. Rồi đằng sau là we nè em, we. Thì mình chọn whom. Whom đây, chọn whom đây. Ha, whom có khả năng. Nhưng mà người ta kêu tất cả đều đúng thì mình phải xét đến những trường hợp còn lại nó có đúng không. Ha. Vậy thì cái chỗ của whom nè. Đó. Mình thay bằng who được không? Chỗ của whom thay bằng who được nè, vậy câu này được. Rồi chỗ của whom nè thay bằng đáp được không? Hôm thay bằng đáp được, cho nên câu này cũng được. Vậy thì tất cả đều đúng nha. Đó. Câu số 8. À, câu này thì câu này nói thật ra nó chỉ là viết lại câu thôi các em, mình cũng xác định từ lặp lại và từ thay thế. Từ lặp lại của mình là the best này, the cũng danh từ này. Từ thay thế là đáp best. Ví dụ như là bé là cái giường ở bên này người ta thay bằng ít, người ta không thích thay bằng ít ta để vậy luôn ha. Vậy thì cái giường thì là vật, vật thì mình thay bằng which nha. Thì mình quan sát đáp án thì mình thấy câu này sai rồi nè, bởi vì giới đáp nó kỵ hai thứ dấu phẩy và giới từ đứng trước nó. Câu này là giới từ đứng trước đáp cho nên sai nè nha. Rồi câu này khi em thay vào, thay bằng the best, bằng cái đáp best này thì em phải bỏ cái chữ ít này đi, giống như cô chị đó. Đó. Câu này nó sai bởi vì nó còn chữ ít này nè. Và bây giờ hai cái câu này thì mình gắn vô. Đó. Mình gắn vô thì mình thấy là trên này nó là giới từ in chứ nó không phải là giới từ at. Đúng chưa nào? Cho nên cái câu này nó sai bởi vì nó dư cái chữ at này. Và cuối cùng là mình chọn câu B. Đó. Câu số 9. À, câu này khi mà em thấy đáp án mà nó nhiều thì em nhìn đáp án em loại bớt đi nha em. Như câu này em thấy có phẩy mà người ta xài đáp nè thì là câu này sai à. Rồi câu này hung, Mai Ấn Khổ là người, hung sau hung là chủ từ, vậy là câu này có khả năng. Rồi câu này sau hu là chủ từ này. Cái chỗ này thật ra là hung nhưng mà mình có thể thay bằng who. Đúng không? Chỗ của hung có thể thay bằng who. Cho nên câu này cũng có khả năng. Nha. Rồi câu này thì nó giống y hệt câu này nhưng mà nó có phẩy. Nó có phẩy. Thì em thấy là lúc nãy cô chỉ em rồi nè. Vậy câu này có phẩy không? Đây em xem nè. Cái này nó chứa chữ mai nè. Chữ mai. Đó, nó là sở hữu nè em. Nó sở hữu nè. Khi nó sở hữu mình phải phẩy vô. Vậy thì câu này sai bởi vì thiếu phẩy. Câu này sai bởi vì thiếu phẩy. Chỉ có câu này là đúng nhất, có phẩy này. À, cho nên mình chọn câu D. Rồi đến câu số 10 ha. Câu số 10. Câu này mình cũng quan sát, mình thấy có phẩy và không phẩy. Vậy thì em thấy là John nè. John thì nó là, đây nó là tên riêng. Tên riêng thì phải có phẩy. Hả? Có phẩy thì câu này không có phẩy loại. Hả? Rồi sau đó mình xác định nè. John là người nè. Hit. Đây.
Đây. Hit thì em phải thay bằng whose. Whose thì mình có câu C và câu D. Nhưng mà câu C hôm nãy mình loại rồi và cuối cùng mình chọn câu D. Đó, cuối cùng là mình chọn câu D. Đó. Thì cô hướng dẫn đến đây. Đó. Là cô đã hướng dẫn xong cho các em phần về đại từ quan hệ, cách viết lại câu về đại từ quan hệ cũng như là cách làm bài trắc nghiệm. Thì hy vọng là với hai cái video mà cô đã hướng dẫn cho các em sẽ rất hữu ích cho các em nhé. If you like my video, please like, subscribe and share. Thanks.